sơn vàng. Bây giờ mình chia đều hay sao? Chia đều nha. Vậy thì mỗi người sẽ nhận về một phong bao lì xì 1.300.000 đồng. Và bên cạnh đó một bao lì xì may mắn đến từ Loto Hương Nam. Rồi đó, cái này của chị luôn. Chị kiểm tra giùm em nha. Coi giùm em lại nha. Vậy thưa quý vị ơi, ai chưa may mắn đọc giải những dòng loại vừa qua thì những dòng loại sau. Hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với quý vị. Quý vị mua một vé không trúng thì quý vị mua hai vé. Mua hai vé không trúng thì mình mua ba vé. Mua ba vé không trúng thì mình mua bốn vé. Mua bốn vé không trúng mình có thể mua 10 vé. Mà mua 10 vé nó không trúng thì thôi quý vị cũng sao. Dạ. Sao nó quỳ dướng gì em? Tiền á? Tiền đó em có quẹt thẻ, trà thẻ dưới đây nè anh trai. Ông nội. Rồi thưa quý vị ơi, ngày hôm nay mình không trúng thì ngày mai mình trúng quý vị nha. Ngày mai mình không trúng thì ngày kia mình trúng. Ngày kia mình không trúng thì tuần sau mình trúng. Còn tuần sau mình không trúng thì thôi quý vị nha. Rồi em giới thiệu tiếp một cái tiếp đi. Và ngay bây giờ xin mời mình hướng về sân khấu và cùng giao lưu gặp gỡ với giọng ca vô cùng ngọt ngào và sâu lắng đến từ phần thể hiện của người đẹp Hương Nga. Cảm ơn hai em nha, hai cái tiếng thánh thót dễ sợ. Em ơi, để cho tặng cho mỗi em một cái ấm trà nha. Rồi, em vô lấy giùm chị luôn nha. Rồi, bây giờ trong lời này chúng ta sẽ có 5 phân vàng. Chúng ta quay số bốc thăm đây là mình chia đều. Như thế nào? Chia đều nha. Rồi, chia đều luôn. Rồi hai vị chủ nhân lại lựa chọn phần rất là chi tiêu để ai đến đây rồi cũng có quà thưa tất cả quý vị. Đó, chi tiêu cái lọc ra may mắn đúng không anh? Đó, lâu lâu mới có một kỳ đó. Rồi xin mời hai anh mở thêm một quà lưu niệm với khách hàng Lương Nam là một chiếc ấm trà kèm theo là mỗi người đến trước khi rời khỏi chương trình của em nha. Vâng, kiểm tra lại 1.300.000 đồng và kiểm tra lại chị em nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và tặng hai bao lì xì nữa. Hai bao lì xì là cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Rồi, chúc mừng anh trai. Chúc mừng những thương viện chúng ta đơn với những dòng loại đó là 20.000 đồng. Mua một lá vé, tặng một lá vé. Và đây là những dòng loại cấp tốc tụi em sẽ sổ rất là nhanh để phục vụ tất cả quý vị nha. Và trước khi chúng ta bắt đầu sổ số với mặt cấp tốc, xin mời vị chúng ta cùng giao lưu với người đẹp Linh Anh và Nam Thanh Lịch Hồng Sơn. Vỗ tay quý vị ơi. Sao mà hey. Cái phòng này xuân đi qua cho đứa em về làm dâu, ai đứa sau này làm dâu. Em theo đàn trai vương tâm, coi mỗi bên ngày hai năm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình cha nam. Cho đứa em về làm dâu, ai đứa sau này làm dâu. Em theo đàn trai vương tâm, coi mỗi bên ngày hai năm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình cha nam. Chúc mọi người có một buổi tối ngày thật là vui vẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người sức khỏe. Ai cũng xin xăm mỗi mình, nhưng tụi nó tin về mình. Nhậu sát đêm dù nắng đến bia năm chục lon, đồng phòng ngân ai đâu cũng lo đầy kiếm tiền nuôi con. Anh nhà ta nay thành xuôi, đêm thần tu hay cô công chúa càng vui. Nó mang anh không là yêu, anh em chỉ có cũng chơi bời bời còn nhớ. Bây giờ tôi hỏi con nè, con ơi con nhìn xô xô giống con gì nè con? Con chó bút đầu. Cái này người ta đọc lại rồi, người ta kêu con chó rồi. Con lạnh nhất á. Rất là dù số. Quê đi vô đi, vô đi. Quê thì ổng ngồi cái đầu luôn. Ổng ngồi cái đầu. Tôi đẹp như vậy nào mới giống con chó nhớ nha. Nó giống con chó không quý vị, nó giống chó xinh gặp bắt tay vậy. Dạ ông má ơi. Xấu hổ nha. Xấu hổ nha, hỏi đủ không? Đã BD còn giờ kêu là bóng chó. Bắt đầu giờ số quý vị ơi. Làm chỉnh nha, đỡ để làm chỉnh nha. Rồi giờ số quý vị nha. Rồi là chúng ta sẽ kêu bóng chó. Chị đây ngay, chị đang có mấy chị đang có số chị đây, có mấy chị đây. Ngay mấy chị đang lắp gặp mà nghe cũng chưa gần ra. Có mấy chị đang nhé, mà sao nhớ sao kìa. Số chị đây. Số chị đây. Số chị đây quay camera vợ. Số vô quay camera cái quay camera cái quay camera. Quay camera vợ số vô. Quay camera và cần tình số chị đây. Gặp mấy chị đây. Gặp mấy chị đây. Gặp mấy chị đây. Số chị đây.
đây, số gì con số gì đây, số gì ra số gì con số gì đây, số gì ra số gì con số gì đây. Dạ. Hot tít tốt. Hot tít tè. Ừ. Lên tè lên tè. Giờ lên kêu số hả? Ừ, lên quẩy gì thôi. Em biết kêu số không? Rồi vậy đó nè, lên đây, 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 chuyện với tôi hoài gì nữa. Trời, nó nói để nó tóc mới nó đi. Có hát nội ơi. Đi hát ngày có 200 mà tóc mới hoài. Lát để đồng đinh nè. Rồi chú thưa quý vị, và bây giờ xin mời chúng ta bắt đầu. Giờ số. Chồng là chết, chồng là túi. Số gì đây? Mua một vé cái tặng một vé. Số gì đây con số gì là? Anh số gì đây mấy gì đây con mấy gì đây mấy gì đây? Mấy gì đây, mấy gì đây, con số gì đây? Bớt, 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 bớt. Mấy gì đây, con số gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây? Xin mời cô bác có giấc dòng này trở lại đây. Nhanh hai gì nữa, tôi nhai cái lưỡi luôn. Số gì đây, mấy gì đây, số gì đây, con mấy gì ta? Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây? Rồi, và bây giờ xin mời chúng ta bắt đầu. Do số quan tâm ra quá bánh đi, rồi bánh ra cái quả bánh đi, sẽ gì gì ra. Rô ca mắt lé thì môi là đồng thói, thấy nó là gà lâm. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra con đợi gì đây? Chiến tàu hoàng hôn, con số 4, 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 con 14, 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 con 14
chị ra mấy chị ra yêu mong lắm con trai mà yêu một làm cho tôi quân lại cái một dù làm bước vào kết nghĩa và ca năm mươi ba xin lỗi dừng xe đưa con số dự định kia qua đã cái chương trình đoạt giải như thế nào quý vị con vâng. Số kính thưa quý vị, và ngay bây giờ những nhân viên của Lô Tô Hương Nam bắt đầu đổi vé cho quý vị.